này. Cà giã, phát nữa nổ rồi. Vào rồi. Vâng. Ôi giời. Cầu cái ruộng này. Lọt thôi. Vào. Vâng. Ôi giời. Chưa ăn thua. Ném được viên nữa. Rồi. Vẫn chưa được. Và thứ đang về để chém ca của Nam Sông Kiều. Nghe vẻ cũng không ăn thua cho lắm anh em ạ. Thứ đang về là rất rát. Thứ đang đưa chém về để cứu BB rồi. Vâng, tên vậy em của BB ạ. Các bạn là Mark Rome, Mark C và Roman. Chúng ta có Nam Sông Kiều cầm Pearl. Và game thủ chim sẻ nắng là người được cầm vàng vàng Summer. Như vậy là Pearl Summer ở trận đấu này. Quân này thì chúng ta nhỉnh hơn một chút. Chúng ta nhỉnh hơn một chút. À rồi, fanpage Nam Sông Kiều, ok anh em ơi. Nhầm, xin lỗi anh em. Và chào tất cả anh em đang có mặt trên fanpage game thủ Nam Sông Kiều trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Hello mọi người. Qua đầu 7 cây đi chim sẻ và một vòi đã có thì có Sumerian. Đây là trận thi đấu chung kết sớm dành cho bộ đôi chim sẻ nắng Nam Sông Kiều. Chúng ta vẫn phải quân mình cách biệt hai đều trước khi nghĩ đến trận chung kết ở trận đấu đầu tiên. Rất mong các bạn thể cho tôi xin một like, nút chia sẻ video livestream để cổ vũ cặp đôi chim sẻ và Nam Sông Kiều buổi sáng ngày hôm nay. Và xin chào tất cả anh em đang xem nha. Hello mọi người. Sẻ sẽ lên kênh sau anh ơi, sẻ sẽ lên kênh sau. Xin nhắc lại một lần nữa, sẻ sẽ lên kênh sau cho anh Nguyễn Công. Vâng, em bị nhầm anh ơi. Em nhầm chút thôi. Ok, em hơi ngáo một chút. Có xe giỏ tìm đồ ăn, đã có sẵn một voi rồi. Đây là bài Pearl Nam Sông Kiều đang bày hiêu đưa về. Chúng ta xem Pearl Sian Nam Sông Kiều ép đời trong trận đấu này. Hiêu đầu đã có thì cho em mà đang đưa hiêu về đây rồi. Bày hiêu có 6 con đến từ Nam Sông Kiều. Rất mong bài Nam sẽ có nhiều voi hơn một chút. Một tuần F3 đấy thủ chim sẻ. Có điện thoại. Rồi ta xem máy Nam Sông Kiều thôi. Chào Lê Việt Hoàng nha, hello em. Vâng, sorry anh Kiên Trần. Hôm nào em cũng nhầm mà em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm để không nhầm nữa. Tối hôm qua em vẫn live MU mà anh Phúc Nguyễn. Đây là live stream của Nam Sông Kiều, sorry anh em đọc nhầm nữa. Tại quen mồm bình luận trên page sẻ, bảo anh em đang bình luận trên page sẻ. Sẻ sẽ lên kênh sau anh em ơi. Chào anh Huy Thịnh nhá. Chấp xe bèm không phải bún à, ok anh ơi. Yes. Yes. Rồi, lùa hiêu về rồi. Hy vọng cho có nhiều voi Nam Sông Kiều một chút. Đây là bầy hiêu đầu những người thủ Nam Sông Kiều chúng ta. Lùa hiêu về rồi, 6 con hiêu. Sáng nay ăn gì chưa? Và định ăn gì hả? Sáng nay em chưa ăn gì anh ạ. Và sáng nay thì định ăn hành anh ơi. Đây hiêu đầu 6 con đưa về đây rồi. Một bầy hiêu đầu dành cho game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Với bài đấu được cầm pơ. Rồi giải quyết bầy hiêu này luôn thôi. Hiêu đầu có 6 con. Và rất cần voi ở trong trận đấu này. Bãi vàng nhìn qua bình thường, không phải là quá đẹp như Nam. Có quả phụ nhưng quả phụ chỉ có 4 cây thôi. Làm vòng nữa đi dò như bài đấu này. Bài quả phụ 4 cây ở kia. Chưa thêm voi nhỉ. Bài pơ này một bầy hiêu, một bãi quả 4 cây. Rất cần đôi voi hay là bầy hiêu nữa. Cho ngay voi vàng này không thích rồi. Persian. Đây sẽ là vị trí đóng S đầu dành cho game thủ Nam Sông Kiều. Ôi, có đóng được không đây? À có. Đây là S đầu dành cho em. Kỳ cốc 3 giờ sau con mực với cánh rừng kia liệu còn gì hay không? Một bầy hiêu 7 cho game thủ Nam Sông Kiều ở đây nữa. Đấy, vẫn đang cắm cờ, dân đi dò thêm vòng. Hai dân tách ra đi dò rồi. Chúng ta chuyển qua máy sẻ đi.
Bài Nam Sông Kiều đánh giá là cũng tạm tạm thôi, bình thường thôi. Sẻ đang có đôi voi rồi. Em đầu đã có thì cho em Sumerian. Rồi bạn là hai chém Maxe Roman hay chém Tuyển. Thì chúng ta hãy cùng chờ cho em là cặp đôi chim sẻ đáng của Nam Sông Kiều sẽ đánh gì. Mình nghĩ là sẻ vẫn sẽ đánh cung trong bài đấu này. Nếu như Nam chém được thì sẻ vẫn có thể đánh cung để bắn bo nhỏ đối phương. Lúc đó thì mọi thứ nó sẽ dễ thở hơn. Và quan trọng là chúng ta sẽ phải lấy tham Maxe ở thời điểm đầu sớm. Ơi con voi này. Ngon. Vâng, ba voi hiêu đầu luôn. Đô voi về và lùa lại bầy hiêu. Bây giờ phải đưa hiêu về chiếc bét nhân đôi không? Rất vất vả với bầy hiêu này. Đấy, thủ chim sẻ vừa phi hiêu vừa câu voi nữa. Rồi câu voi về. Đây con voi thứ ba. Chú ý phi hiêu nè. Đây đưa con voi thứ ba về rồi. Ba voi bầy hiêu đầu. Rồi voi đã chết. Đưa con hiêu này ra và đóng end. Rồi đây chiếc bét nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ. Sẽ đánh 27 dân bài này ạ. Có xe giò của viên thủ Xuân Thứ đẩy vào đây. Sẻ đang giò quá rộng. Bạn nhìn này. Ơ hiêu chết mất rồi. 8 phút 53. Ui dồi ôi voi về mà kinh muộn quá. 26 dân. Kinh đời rất muộn đấy viên thủ chim sẻ. Thêm con hiêu nữa. Rồi ra xem máy Nam đi. Persian đã đóng BB đây rồi. Ăn hai bầy hiêu và một bãi quả trong trận đấu này. Hai hiêu hai quả đấy em đời. Bầy hiêu hết quá nhanh. Sợ thật. Pờ đóng L ở đây luôn. BM BL lên đời muộn hơn so với Xuân Thứ cầm Roman. Trời ơi Thứ lên đời quá sớm. Bài Pờ này không có đột biến. Kích 10 phút 05. Mười sớm cho Nam Sông Kiều. Cơ cấu bãi vàng của mình và chuẩn bị có tình huống đi tìm thêm đồ ăn hoang nữa thôi. Bắt buộc phải đi tìm thêm đồ ăn hoang là gì gì đó. Vâng, nâng cấp công. Không tìm đồ ăn hoang nữa. Giò đã có đẩy lên nhà BB. Em quyết định về nhà xóa ruộng. Đây rồi, đi đây rồi. Giò sẽ mới lên đời 2. 3 ruộng ấm cho Nam Sông Kiều. Đang chờ công giáp để chọc dần BB. Xiên luôn. Làm tạm hai dân của đối phương. Đây dường như là cái góc mà Bi muốn giật hốc lên đây rồi. Nhưng mà dường như góc này không có vàng để cho BB. Bi đang kéo dân về. Góc này đã kín và Nam đang dắt dân lên. Góc này không có vàng thì phải. Hay là trên kịch có 12 giờ liệu có vàng hay không? Tôi đang nhìn thấy một bãi vàng bên nhà BB thôi. Bi đang khung nhà. Và Nam đang cố gắng chọc dân và chọc cả giò đối phương. Đóng cái gì đó đây. BA thì Nam Sông Kiều. Xiên con giò đội bạn sẽ bo được nhà lại thôi. Đúng là như vậy. Ăn được con giò không ăn được giò đối thủ luôn. Ở nhà đang bị màu ba tạt vào. Chưa phải bắt được con giò đội bạn. Hay kín bãi gỗ rồi. Lạc đá bắt đầu đẩy vào nhà đối phương. Không ken được e hay gì gì hết. Đội bạn cũng đã lên đời. Tơn chém chưa thực sự hiệu quả nên Nam Sông Kiều. Trong đó sẽ đang có T bắn vào nhà Xuân Thứ người cầm Roman. Một bài khung nhà cho Sumerian nhưng Bi cũng là một bài đấu mà đang có hốc trên mặt 12 giờ. Bi đang có hốc trên mặt 12 giờ hãy nhớ là như vậy. BBM bo mặt này 2A. Và đây là BA thứ 3 dành cho thủ chim sẻ. Roman của Xuân Thứ lên đời rất sớm nhưng cũng không chơi được vào nhà chim sẻ nắng. Bài của em đã khung. Nhưng vấn đề thì tôi vẫn nhắc đi nhắc lại với anh em đó là có Maxe. Trận trước thì các bạn có thể thấy AC còn vất vả như thế nào với Maxe. Trận này cầm Summer nó còn khổ nữa. Đây là máy Nam Sông Kiều. Đang bắn T vào nhà của BB. Bi đang lùi dân lại bên trong. Và Nam vẫn chưa công được vào cái hốc này. Có Y rồi, bỏ qua luôn. Tầm này thì khỏi công nhá. Ôm lạc đà đi chỗ khác chơi. Thế cho nhanh. Vâng, định công cái gì đây? Công T vào bài Maxe này á. Công K luôn. Vâng, A nên K vào hốc của người cầm Maxe. T đang bắn chết được con Y của đội bạn. Vâng, như vậy là Nam quyết công K có phù kìa. Rồi, trời ơi chết con phù này. Vâng, phù Xuân Thứ dắt sang đây. Ta phải công được vào nhà B Y của đối phương và lủng nhà của đối thủ BB. Vâng, sẽ bắt đầu có cung R rồi. Tôi vẫn đang theo dõi máy Nam Sông Kiều để xem tên công K này của em có lọt được vào cái
Bài Maxi này hay không? Vâng, Persian công ca bài Maxi đánh chém, đánh nghi thủ. Đã ra không chờ Tempton công ca này. Nhà bị quá kín rồi. Ca này phải giã vào đâu đây? BL, BM, BE kia đi. Nghe vẻ nó cũng ối rồi ôi đấy. Vâng, có chém bên phía đối phương. Chơi gần đi này. Ca giã, phát nữa nổ rồi. Vào thôi. Vâng, ối rồi. Cầu cái ruộng này. Lọt thôi. Vào. Vâng, ối rồi. Chưa ăn thua. Ném được viên nữa. Rồi, vẫn chưa được. Và Thứ đang về để chém ca của Nam Song Kiu. Nghe vẻ cũng không ăn thua cho lắm anh em ạ. Đi bằng vẻ là rất rát. Thứ đang đưa chém về để cứu BB rồi. Vâng, tên vệ của BB ạ. Nghe vẻ là ối rồi ôi đấy. Cả phù ở đây nữa. Vâng, đợi đi đấy. Máy xẻ, xẻ đang giết Xuân Thứ. Có vẻ như Nam Song Kiu không ăn thua tình huống công công ca vừa rồi rồi. Xẻ đang ra lại ruộng. Đây là bãi vàng của Xuân Thứ. Xẻ đang cố gắng giết Xuân Thứ để đưa về thế là solo BB. Nhưng Thứ đã có bánh xe và chạy luôn. Tên công ca không thành công nên Nam Song Kiu. Bài Xuân Thứ đóng 3L luôn rồi. Để rát để vụ chim sẻ. Úi giời, dần đi lắm hai con thì vẫn chết đôi Thứ. Quá tốt. Bây giờ phải làm sao để công vào cái hông của BB nhờ. Úi. Vâng, đang đơ một chút. Đây là Nam Song Kiu. Nam Song Kiu tạm lại 15 thôi. Đã bắt đầu mất tham rồi. Vâng, trong đó bên này sẽ đang soi tham. F3 đi BB. Một tên F3. Vâng, em đang chim lợn, chim sẻ đã đóng L, đóng Y ra. Cũng là một lựa chọn không hề tồi. Vâng, đang soi tham. Yes. Rồi, chơi thôi. Và đây là dân hàng của Thứ, sẻ đang cố gắng giết Thứ. Và hãy cùng xem sẻ sẽ chống lại cái bài Maxi này như thế nào đây. Tên ruộng của em rồi. Đang bắn dần Xuân Thứ đây rồi. Tăng Nga. Cố gắng hạ gục người cầm màu 3 thật nhanh. Đưa về thế sẻ solo BB. Rồi ruộng đã xong. Ồ, vàng ngoài này ở trong hốc đấy nó không có vàng mà. Tôi đã bảo ngay từ đầu là trong hốc của Vi không có vàng rồi mà. Thằng Bi nó không có vàng trong hốc mà. 12 giờ đấy không có vàng. Trời ơi, tìm vàng nó. Đây rồi. Mấu chốt vấn đề chúng ta đã tìm ra. Đó là BB không có vàng trong hốc. Và không có vàng trong hốc thì BB sẽ bắt đầu nâng cấp đào vàng. Hãy nhớ rằng BB không có vàng trong hốc anh em ơi. Quản vàng đi. Có ba sẽ bơm vàng BB. Đây thời điểm sẽ bung ra đào vàng. Đây này, Bi nó không có vàng trong hốc đâu anh em ơi. Mấu chốt vấn đề đã được tìm ra rồi. BB sẽ không có vàng ở trong hốc của mình. Ơn rồi. Cái hốc này nó có vàng bên trong nữa thì chắc chết mất. Ui ôi, ý nó đông này. Cũng giờ sắp mơ gì ở bao giờ mới hết được cái đống này. Thần kinh mất. Nâng cấp đào vàng sẽ đánh kiểu lên 4. 82, đó là tham lai chim sẻ. Vâng, khai thác vào những bãi vàng của đối phương là một lựa chọn không hề tồi dành cho anh thủ chim sẻ đáng chúng ta trong trận đấu này. Con vệ sớm nhé. Ôi giời ơi. Đây này. Và đây là những con chém của anh thủ Xuân Thứ. Chim sẻ đá. Và rất nhiều cung R để chim sẻ đáng rồi. Đáng dĩa chém của game thủ Xuân Thứ nhưng bây giờ Y đã bắt đầu đến nhà. Summer Dian thì dĩa bao giờ mới hết cái đồng Y này. Y của BB đã bắt đầu đến. Nhưng Y Maxi tất nhiên là chiếc vòng 3 rồi. Kẻ đang kéo quân về để kiểu Y. Và vẫn đang đào vàng mới đào được 300 vàng thôi. Cả Xuân Thứ đang góp mặt ở đây. Một tên ốp quân dành cho cặp đôi đến từ bên quân bếp qua nhà chim sẻ. Và cùng Summer và đối đầu Y Maxi và chém của Roma. Và cũng đã làm phù hiệu của Persian nữa. Đang
gì ở y đối phương. Rất nhiều chén đối phương đang lao vào. Hãy cẩn thận bị Kene bãi gỗ. Đang đẩy ra bên trong. Đấy rồi cái chút trẻ và đang tách y đối phương ra để gì ở. Phải nghe rồi. Nếu thể thủ lại cho này. Lần này chết là rất nhiều. Dành cho cái thủ chim sẻ. Vẫn đang thủ được. Bung thêm nhà chính ra. Và cho dân quay lại ăn vàng. Đã được 400 vàng rồi. Thứ cũng đang tích được một số lượng sọc đơn. Và ngựa chén cũng là rất đông. Ngựa chén của Roman đưa ra và bo lại ở giữa hai cái rừng này không. 88 nữa thằng này thủ chim sẻ. 500 vàng rồi. Ta thiếu chút vàng nữa để có thể kinh bồn. Nếu sang mơ lên 4 thì còn giải quyết được con Max C này. Nhưng không lên 4 thì mệt lắm. Tiếp tục dĩa đi đúng rồi. Vì Max C đang nằm xuống dần dần. Cứ dần dần, cứ từ từ thôi. Bò hai lớp mặt này. Dành cho điểm thủ chim sẻ của chúng ta. Ra mẹ. Đóng cửa đúng không? 91 700 vàng rồi. Và thiếu tí vàng nữa để có thể kích 4 thôi. Thứ lúc nào nào vào những chém của Roman. Và đóng ca chưa? Chưa đóng ca. Đóng ca đi em ơi. Và đang lùi quân lại đây. Ví dụ chim sẻ ở đây một bãi vàng thôi. Như vậy là ca đóng rồi. Và sẻ đã kích 4 thành công ở phút thứ 28. Cả y cả chém các bạn bơi hết vào đây. Sụt từ tầm này rồi thì không còn gì để mất nữa. Các ông vào hết đây. Vâng, đang chán đời đây. Vào hết đây như này. Bung thêm nhà chính ra đào vàng nào. Vâng, bung thêm nhà chính ra để đào vàng để đủ chim sẻ. Tầm này đang chán đời, vào hết đây. Cả y cả chém nó vào hết đây. Tụ hết cung rồi trước cửa nhà. Ca đã đóng xong và đã kích 4 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đào vàng. Vấn đề của con Summer này nữa đó là vàng anh em ạ. Summer này không có nâng cấp đào vàng. Chúng ta chỉ có một lần nâng cấp đào vàng thôi. Và sẽ vẫn đang thủ được trước những con y và những con chém của Roman. Chuẩn bị quýt rồi và tỷ số được phân bình 2 đều trong trận đấu đầu tiên. Sẽ có trận chung kết trong trận đấu này. Một trận đấu rất tốt đến từ cái thủ chim sẻ. Và chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. 2 đều anh em ơi.